Hello các bạn, xin mời các bạn ăn tối với mình ha. Ôi ngon quá à. Tôm này là tôm riêng thịt mà không có thịt với mỗi tôm không ạ? À? Mình không biết các bạn đã ăn thử là đồ ăn với dưa hấu chưa? Mình á, thì trước đây cũng không biết ăn đâu. Nhưng mà khi ba chồng mình ăn á, mình thử thì mình thấy nó ngon. Thì bây giờ mình ăn được. Nó ngon đấy chứ. Cái đuôi tôm này nó nhỏ quá nên khi mình ăn ăn luôn cái đuôi được luôn á, không có cần phải nhả ra. Ngon quá. Để mình đi lấy cái muỗng á, múc miếng nếp tương á, đi ăn với cơm. Ngon quá thiệt á.
Đói bụng ăn ngon dễ sợ luôn á. Buổi tối mình không dám ăn nhiều các bạn ơi, sợ nó no quá khó ngủ lắm. À, chúc các bạn một ngày làm việc thật là vui vẻ. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.